Chào mọi người, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ việc designer.net. Hôm nay thì mình sẽ làm clip quay cận cảnh mấy em cá bảy màu mới vừa đẻ ở đây. Đây các bạn thấy không? Nó siêu siêu nè. Chính xác là đẻ được khoảng 2 ngày rồi. Bây giờ mình mới làm clip. Đó. Xíu xíu vậy. Thì nói chung á là bảy màu á nó rất là dễ nuôi các bạn. Chỉ cần hai con trống và mái mà mình bỏ vào một cái bất cứ nơi đâu để sống được. Và dần dần thì nó sẽ thành nguyên một bầy. Tại vì nó đẻ cực kỳ khỏe. Nói chung là hình như là gần như là không có là cá nào. Ví dụ mà cá nuôi thông dụng á thì bảy màu là đẻ là vô địch. Còn mấy cá kiển khác thì đẻ khó lắm, phải ép riêng này nọ. Còn bảy màu thì vô tư luôn. Nuôi bảy màu thì thường là sẽ bỏ vào những cái chỗ hốc, nói chung là lu nước cái gì để mà chống lăng quăng. Số 1 luôn. Và đặc biệt là nuôi trong hồ ngoài trời, nó ăn rêu, nó cũng hạn chế đi cái bám rêu ở hồ, làm cho hồ bị đục. Nói chung là bảy màu này là rất là đáng nuôi. Ở đây là ở nhà mình là mình nuôi rất là nhiều. Mình bỏ những cái chỗ nào mà nước, hồ nước thì chống lăng quăng các bạn, chống muỗi. Đây mình cho bạn xem. Ngày xưa là mình bắt có một vài con cá bảy màu thôi, mà bây giờ nó thành một cộng đồng mình cực kỳ đông. Bảy màu Thái cũng có nữa, đẹp lắm. Trong điện thoại thì các bạn sẽ không thấy rõ đâu, nhìn nó hơi đây các bạn xem. Trong điện thoại không thấy rõ chứ mà các bạn nếu mà nhìn trực tiếp như mình ở đây thì nhìn rất là đông, bảy màu nhiều lắm. Rồi clip chỉ đơn giản là các bạn xem cận cảnh những em bảy màu mới vừa đẻ rất là đáng yêu. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu hay hay thì hãy ấn like ủng hộ mình. Và nhớ là đăng ký subscribe kênh YouTube của mình để xem thêm nhiều video liên quan đến cá kiển hoặc là họ làm vườn này nọ. Rồi. Chào mọi người. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể. Chính vì vậy, trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe. Đây, đăng ký subscribe theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi ok, và tiếp theo nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn. Và có thể tham gia group yêu nhà vườn để mà cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư. Đây, link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video. Các bạn hãy dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn ha.